Xin chào các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay bên em sẽ lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho các bác và anh em một dòng mic Bilux. Dòng mic này thì nó giống kiểu BBS các bác nhé. Nó giống kiểu BBS 6 số và lấy tần số như BBS. Đây là một dòng mic bãi chất lượng. Đây là tay mic của nó các bác nhé. Tay mic của nó thì về nó sơn nó hơi xấu tí thì em đã dán luôn cho các bác rồi. Em dán giấy carbon rất đẹp cho bác và đã thay chụp mới rồi. Giá thì em báo luôn là 1.700.000 bao ship cho bác và anh em dòng mic này. Dòng mic này nó sử dụng pin như thế này các bác nhé. Một quả lên và một quả xuống. Đấy, có lấy pin và lò xo tiếp xúc pin nó còn rất sáng. Và sử dụng côn cực kỳ chất lượng luôn. Hàng nguyên zin từ côn mic. Đều zin hết các bác nhé. Đây các bác nhìn nội thất của nó thì các bác có muốn mua hay không ạ? Rất muốn mua dòng mic này làm sự kiện hay là hát gia đình rất ok với giá tiền là 1.700.000 bao ship. Đấy thì đường sau dòng mic này thì nó có cả Canon và 6 ly các bác nhé. Cả Canon và 6 ly. Dòng này thì bên em về có 7 bộ thôi. Được 7 bộ các bác nhé. 7 bộ. Nói chung là tay rất đầm tay. Dòng mic này rất cầm rất sướng, rất nặng tay. Chụp em đã thay mới toàn bộ cho bác và anh em rồi. Dòng này nó giống kiểu BBS các bác nhé, giống hệt BBS. Đây cũng chọn tần số trên tay mic này. Và nội thất của nó thì cũng na ná giống BBS. Nhưng mà nội thất này của nó đẹp hơn BBS các bác nhé, rất chất lượng. Và trên đây em đang ghép một chiếc đầu thu vào một bộ mic. Đấy, dòng này nó hiển thị chế độ 6 số. Và lấy tần số lại như lấy kiểu của BBS các bác nhé. Như lấy BBS đấy. Đấy, chất âm của dòng này thì rất ok, rất bắt mic. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy các bác mà bỏ ra 1.700.000 sở hữu bộ mic này làm kẹo kéo hay là làm sự kiện hay là cát hát karaoke gia đình thì rất chuẩn luôn. Chất âm của nó rất hay. Thì đây em đang ghép một chiếc vang cơ Nick 8 thôi các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu về loa LS này hay là đẩy BF Audio. Loa giá của nó là 4.800.000 không bao ship và đẩy là 3.800.000 không bao ship các bác nhé. Mic là bên em bán ra là 1.700.000 bao ship cho bác và anh em, bảo hành cho bác và anh em lỗi một đổi một trong vòng 3 tháng. Đấy thì dòng mic này bên em có 7 bộ thôi. Bác nào có nhu cầu hãy gọi điện trực tiếp cho bên em để đặt hàng. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.